Đây là hai chú chó mà team đào tạo chó FF47 mang đi giao lưu tại ngày hội thú cưng lớn nhất Tây Nguyên nha anh em. Do những sân thi này thường sẽ có rất nhiều chó mèo cảnh và cả trẻ con, nên anh em bọn mình ưu tiên chọn hai bé Malinois thân thiện nhất, hòa đồng nhất để đưa đi trình diễn, giao lưu cùng mọi người, cũng như là chia sẻ niềm đam mê huấn luyện chó. Và anh em mình cũng thử cho Mundo và Jerry tham gia vào cuộc thi chó đẹp, tham gia cho đông vui thôi anh em ạ. Nhưng mà không ngờ lại được luôn giải vô địch chó đẹp của Tây Nguyên nha cả nhà. Cuộc thi này do giám khảo của VK đứng ra chấm. Và hai chú chó của tụi mình được tặng huy chương và rất là nhiều các phần quà từ ban tổ chức. Ngày hội này thì được tổ chức ở Du Cambin ở bờ hồ Ea Cao, thành phố Buôn Ma Thuột nha anh em. Một cái view rất là chill và đẹp như là Đà Lạt, view triệu đô anh em ạ. Đây quả thực là một sân chơi rất vui và bổ ích dành cho cộng đồng yêu thú cưng. Ở đây mình được gặp rất là nhiều anh em nổi tiếng trong ngành thú cưng và những anh em rất nổi tiếng trong giới huấn luyện chó. Tất nhiên là anh em mình cũng giao lưu, chia sẻ và tập chó làm việc PSA cùng nhau, tập cán đẩy, các bạn sẽ thấy ở cuối video. Kết thúc chương trình đó là một đêm nhạc giao lưu, tiệc nướng ngoài trời, rất vui và ý nghĩa. Cảm ơn ban tổ chức và các giám khảo đã tạo nên một ngày hội tuyệt vời đến như vậy, và mong rằng trong tương lai sẽ ngày càng có những cái cuộc vui và cuộc thi như thế này. Chào mọi người và hẹn gặp lại mọi người ở video lần sau nhé. Vỗ tay. Cuốn đẹp thì giám khảo chúng tôi rất chú ý vấn đề kiểm tra răng. Tại vì thường thường kiểm tra răng thì nhiều giám khảo cũng xem răng đến gần gần với sao. Bình thường anh em. Cảnh đây đúng không? Ông coi dùng bập vô tay anh á. Tốt. Yes. Good boy. Yes. Good dog. Yes.